việc trước rất là nhiều chương trình, nhưng mà luôn luôn bị cái áp lực của đám đông. Và cái cơ bản nhất mà thầy Dung ngày hôm nay đúng là người biết là gì? Đúng rồi, nghĩa là bị kiểu như là cực âm lớn áp và áp đảo, đúng không ạ? Cho nên dành tặng người đàn ông này một chói đây thật lớn. Một trong những hậu phương vững chắc của chúng tôi, để chúng tôi, những người làm công tác đào tạo có thể tỏa sáng được đối với tất cả các bạn trong suốt hành trình nhiều tháng vừa rồi. Người gần thì là được của chúng tôi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Còn những người xa nhất thì phát biểu của chúng tôi là hành trình gần 5 tháng để đi với Montessori. Và đó là hạnh phúc nghề của chúng tôi khi có những cộng sự ở cả tiền tuyến và hậu phương đều vững chắc. Và chúc mừng các thầy cô đã hợp tác với chúng tôi thành công đến ngày hôm nay. Đồng thời, với mong muốn đưa Montessori đến nhiều hơn các vùng miền của đất nước, thì Lai kỳ vọng là chương trình này, lễ tốt nghiệp ngày hôm nay dừng lại ở đây, nhưng không có nghĩa là kết thúc, mà nó sẽ bắt đầu một hành trình mới, một hành trình những cái tình yêu, những thầy cô, những tâm hồn, những trái tim và những trí tuệ ngồi đây sẽ trở thành nguồn động lực, trở thành những cánh tay nối dài của chúng tôi, trở thành những người đại sứ giáo dục trong tương lai, đưa Montessori đến mọi miền Tổ quốc. Chúc mừng các thầy cô!